CRV 2009, nâng cấp lại hoàn toàn mắt quỷ và toàn bộ mắt quỷ. Cặp thắng không ơi? Xem cái thắng cái. Đây là bộ đèn hậu là được bên team Auto 35 nâng cấp và thiết kế lại. Rất là toàn diện. Đây là đèn hậu của CRV 2009. Với một dòng xe đã quá cũ như hiện nay, việc tân trang nhanh trí lại là một điều khá cần thiết cho những cho xe xì gan nhanh chỉnh. Anh cho em cái pha đi anh. Em bật cái code thì mang đó. Wow, hai vòng bi Đức mắt quỳ màu đỏ được team Auto 351 lại. Và đây, và đây là các code đẹp pha 4x4 bi gói nâng cấp bóng ốp ram cao cấp. Các bạn thông cảm bởi vì đây là thêm một khối lượng công việc quá nhiều nên chưa thể hiện diện thực sự ra được. Với những ai đi CRV 2009 có thể tham khảo mẫu này, rất là đẹp, rất là ngầu. Wow, ban ngày cũng như ban đêm.